Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ của ngày mùng 4 tháng 9 năm 2021. Clip này thì tôi sẽ chia sẻ với các bác một cái phải nói rằng là chúng ta đã quay trở lại câu chuyện drama và từ thiện, nhưng một cái thông tin rất mới đó chính là có cái sự phản hồi của phía vợ chồng của công viên Thủy Tinh. Và chúng ta thử xem rằng là cái việc này nó có đúng hay không và tại sao lại như vậy. Thì đầu tiên ấy, ngày hôm nay phải nói chia sẻ với các bác rằng là các bác vào một trang fanpage công vinh thôi và các bác có thể thấy rằng là trên fanpage Lê Công Vinh đó, trên fanpage Lê Công Vinh cách đây khoảng tầm 4 giờ đồng hồ thì fanpage Lê Công Vinh đã chia sẻ một cái bài viết của FC Thủy Tiên, và các bác có thể thấy rằng là cái số lượng lượt tương tác nó như thế này, nó đến thời điểm này thì số lượng lượt tương tác là 46.000 hơn 46.200 lượt tương tác và 18.000 bình luận và 883 lượt chia sẻ. Thế thì nó có gì là hot như vậy? Thì chúng ta vào và thấy rằng là FC Thủy Tiên đó, Thủy Tiên thì có hai cái FC, một là những người yêu mến Thủy Tiên thì đó là cái FC này gọi rằng là fan club. Một cái FC khác mà tôi tin rằng là vợ chồng công viên Thủy Tinh thì sẽ không thích, bởi vì đó là cái hội nhóm anti fan cũng lên tới hàng trăm nghìn thành viên đó. Thì vừa rồi cái hội nhóm anti fan á, hay gọi rằng là lũ hậu á, thì người ta đã chia sẻ những cái bài viết liên quan đến việc công bằng hay là công minh, việc từ thiện liên quan đến con số 40 tỷ. Và FC Thủy Tiên này với cái bài viết này dự định có hai kỳ thì gọi như là phản biện lại của đội anti đó. Thì Công Vinh chia sẻ cái bài viết trên FC Thủy Tiên và gọi rằng là kỳ 1 là phản biện lại con số 42 tỷ đồng mà bên đội anti người ta đã quy kết. Và kỳ 2 thì sẽ là một cái vấn đề khác đó. Và họ cũng căn cứ như vậy và họ nói rằng là không có cái chuyện ăn chặn tiền từ thiện của bên phía vợ chồng công viên Thủy Tinh. Đó. Với những luận điệu, với những cái lý do và những cái phân tích thì có vẻ như là tương đối để bẻ gãy cái luận điệu của antifan. Tuy nhiên ở đây họ có một cái gọi là đánh sang cho bên chính quyền đó và không giải thích được. Tôi đã xem kỹ bài này, các bác nào có thể vào trang fanpage FC Thủy Tiên để mà các bác tính lại. Nhưng mà ở đây tôi thấy có mấy cái, ví dụ như là họ không hiểu rằng là thứ nhất là họ coi rằng là có cái dấu mộc đỏ là đương nhiên là đúng, là đương nhiên là đúng. Trong khi đó họ không trả lời việc số ngày là đang hình như là đang bị sai sót ở đâu đó, có nghĩa rằng là những cái tờ sao kê mà khi chi thì thiện từ thiện ấy, thì nó đang sai sót ở đâu đó. Đó, và cũng không trả lời về cái việc mà trong video clip hôm nay tôi đưa ra ấy, trong cái lần từ thiện trước thì liên quan đến tận mấy số tài khoản đó, trong đó đều là ngân hàng cả, có vẻ như là đánh bùn sang ao thế nào vậy. Thì đây là một cái bài viết rất dài và chi tiết của bên phía FC Thủy Tiên nhằm phản bác lại. Thế nhưng ấy, tôi không cần phải đọc đầy đủ chi tiết dạng như vậy. Đó. Nếu như mà tôi đọc những cái liên quan tới của đội anti ấy, tôi đọc rất kỹ. Nhưng ở đây thì tôi không cần đọc kỹ, bởi vì tôi chỉ cần đọc một câu hỏi thôi, cực kỳ đơn giản. Đó là sao kê chi tiết là như thế nào, các khoản tiền vào tiền ra là như thế nào. Thì có một
có một YouTuber cũng làm tại HTV, có nghĩa rằng là làm tại đài truyền hình Hồ Chí Minh ấy, của thành phố Hồ Chí Minh là HTV ấy. Thì bạn ấy cũng là một hot Facebooker tên là Ngô Như Quỳnh. Tên là Ngô Như Quỳnh. Bạn ấy cũng làm từ thiện nghe các bác, bạn ấy cũng làm từ thiện luôn. Và bạn ấy nói gì về cái việc từ thiện này? Thì đây thứ nhất là bạn ấy trưng ra các tin nhắn, trưng ra các tin nhắn là một. Đó. Đi ra vẫn ngân hàng là một. Đó. Tin nhắn này là của bạn chat ấy, bạn ấy chat với đội ngân hàng và họ trả lời rất đơn giản, chẳng có gì khó cả. Đó. Chẳng có gì khó. Thứ nhất rằng là có được cái hóa đơn online thì chỉ cần là gọi điện sang bên ngân hàng là họ sẽ gửi những cái sao kê online chi tiết cho mình. Có thể tính từ ngày này, ngày này, ngày này. Đấy là một. Còn nếu như có dấu mộc xác định ấy, thì phải ra ngân hàng là đó. Nguyên văn của bạn Ngô Như Quỳnh thì bạn ấy viết như sau để tôi sẽ chia sẻ với các bác để thấy rằng là có cái việc đơn giản như thế này mà tại sao vợ chồng công viên Thủy Tinh lại không thể làm được, rất kỳ lạ đúng không? Cho nên không cần phải đọc kỹ. Ví dụ thế này. Khoan nói đúng sai, minh bạch hay ăn chặn, tôi chỉ không hiểu tại sao một cái chuyện đơn giản và dễ làm như là sao kê mà những người trong cuộc lại né tránh không làm. Đích thân tôi đã hoàn tất chuyện từ thiện lập tức. Đích thân tôi hôm qua hoàn tất chuyện từ thiện và lập tức liên hệ với ngân hàng nhờ sao kê. Họ hỗ trợ rất nhiệt tình. Ấy là tôi chỉ là cái dạng cóc kẻ, chứ không phải là có tài khoản trăm tỷ như ai kia. Ngân hàng cũng chẳng nâng niu tôi như là thượng khách ấy chứ. Tôi yêu cầu có sao kê online. Họ nói online thì sẽ không có chữ ký và mộc của ngân hàng. Tôi liền yêu cầu in giấy thì họ sẵn lòng vì đang là cuối tuần nên hẹn thứ hai là sẽ có. Đầy đủ sao kê từ ngày nào tới ngày nào kèm với chữ ký mộc. Cũng đồng nghĩa là sẽ không cắt ghép và chỉnh sửa gì được. Xong thì mình ghé lấy. Nếu viện cớ là do giãn cách không có giấy đi đường thì nhờ ai đó có giấy đi đường ghé lấy giúp thì cũng đâu có khó gì. Chuyện liên quan tới danh dự đạo đức thì rõ ràng là một việc quan trọng và có thể thu xếp được hết. Có sao kê rồi thì về chụp hình đăng Facebook, đường đường chính chính, ngẩng đầu nhìn trời cao. Nếu mình trong sạch thì mình sợ cái gì? Chớ can cớ phải chịu cho chúng nó chửi từ hết năm này tháng nọ rồi khóc lóc dài dòng. Nói có sách thì mách có chứng, rất liền tay. Thử đặt vào hoàn cảnh chúng ta đi, nếu chúng ta bị hàm oan ăn chặn cả trăm tỷ thì thật là khủng khiếp. Mà để minh oan thì chẳng có khó khăn gì cả. Một cuộc gọi ra ngân hàng và họ sẽ làm hết và chúng ta chẳng phải làm gì. Chúng ta có làm không? Làm liền chứ sao không? Đó, có nghĩa rằng là cái việc sao kê ấy, nó cực kỳ đơn giản đối với chủ thể. Tại sao tôi đọc kỹ? Cái các bác sẽ hỏi rằng là tại sao anh đọc kỹ của bên Anti mà anh lại không đọc kỹ của bên FC Thủy Tiên? Thì tôi chỉ nói đơn giản thế này thôi. Bởi vì á, nếu như là chủ thể ngân hàng, là chủ thể của cái tài khoản đó, thì họ sao kê vô cùng dễ dàng như là bạn Ngô Như Quỳnh này đã nói. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại ra ngân hàng là xong và họ sẽ làm tất cả những việc còn lại. Mình chỉ việc ghé qua lấy. Và sao kê online cũng được. Đó. Một là mình minh chứng, hai cái là một minh chứng nhé, chỉ vừa cho em cái online, vừa cho em cái bản dấu mộc. Và về mình up một vài cái ảnh chứng minh dấu mộc lên là mình up đưa vẻ online lên. Còn ai mà muốn đầy đủ 1,9 kg giấy chứ 1,9 tấn giấy thì các đội anti họ hoàn toàn có thể tự mình kiểm đếm cái việc đó. Đó. Bạn Ngô Như Quỳnh này, bạn ấy nói rất hay và rất đúng, rất chuẩn. Đấy là việc làm của chủ thể. Còn đương nhiên với những đội như là đội anti thì họ đâu có phải là chủ thể của ngân hàng đâu mà họ cần mà họ làm được. Cho nên họ mới phải dùng cái đầu não của mình, cái não của mình, cái sự logic của mình để mà minh chứng
Đó. Cho nên mình đọc kỹ cái đội anti. Còn đội này thì không cần phải phải đọc. Thôi ạ. Bởi vì cái việc làm cực kỳ đơn giản mà họ không làm được thì đương nhiên chúng ta phải hỏi rằng là à từng cái chỗ kia nó như thế nào. À, các bác hiểu ý tôi không? Đó. Vậy thì rõ ràng câu chuyện mà Công Vinh chia sẻ hay là kể cả Thủy Tiên chia sẻ hay là đội anti hay là đội FC đội anti hay là đội fan club người ta chia sẻ thì chúng ta để đỡ tốn thời gian thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi ngược lại. Tôi cho rằng là Công Viên Thủy Tinh nên làm một cái việc cực kỳ đơn giản, đó là chỉ một cuộc gọi thôi trong ngân hàng. Alo ngân hàng ạ. Xin phép tôi nói với anh như thế này, tôi là chủ thể của ngân hàng. Đúng rồi, tôi là khách hàng VIP, vân vân, tôi là khách hàng VIP. Anh có thể là cho tôi một cái sao kê từ ngày này đến ngày này là một đợt, từ ngày này đến ngày này đợt khác, vân vân vân. Các tài khoản của tôi bao gồm có tài khoản này, tất cả 4-5 cái tài khoản đó. Hoặc anh chứng minh rằng là tôi chỉ có một tài, tôi chỉ có những tài khoản này tại ngân hàng thì cũng làm tôi cái đấy được không? À được à? À vâng vâng, bao giờ ta lấy? Một tuần à? Ok được, một tuần. Cảm ơn anh. Đó. Các bác thấy đơn giản không? Mọi thứ nó cực kỳ đơn giản, tại sao người ta lại phải né tránh? Đó. Cho nên á, đấy là một cái việc mà tôi nghĩ rằng là đội Công Viên Thủy Tinh, Fan Club không việc gì phải dùng nhiều lời như thế cả. Đó, không việc gì phải dùng quá nhiều những cái suy tính để mà tính toán để bẻ gãy lại, mà hãy ra ngân hàng làm hoặc là yêu cầu rằng là những người mà anh chị là fan ấy, thì anh chị hãy bảo rằng là thần tượng của mình rằng à hãy ra ngân hàng hoặc gọi điện cho ra bên ngân hàng làm một quả sao kê, cực kỳ đơn giản, không có gì khó cả. Tất cả mọi thứ nó đều lưu giữ tại đấy hết, tại đó hết, và không việc gì mà phải suy tính. Nôm na như vậy để các bác có thể thấy. Nhưng mà khi tôi chia sẻ chuyện này thì một người anh của tôi là một luật sư, tôi xin phép không nói tên vì cũng hay là ấy, một đại tá, một luật sư đó, thì anh có gửi cho tôi và anh ấy một cái link của bên phía như thế này thôi để các bác thấy rằng thế này. Trái tim lầm lỡ để trên đầu, nhỏ thần vô ý trao tay giặt, nên nối cơ đồ đắm biển sâu. Bài học nàng nghĩ cho xưa, để trái tim che mở ý chí, dường như chưa bao giờ cũ. Rất nhiều người khi nhìn những mái nhà chìm trong nước lũ, những cảnh đời khốn khó vì bệnh tật, đã không ngần ngại chuyển khoản ngay cho người này, cho người kia đang kêu gọi đóng góp, mà không biết và thậm chí là không quan tâm tiền ấy sẽ được sử dụng thế nào, chuyển cho ai. Lợi dụng tâm lý này, nhiều kẻ lừa đảo đã xuất hiện. Lừa đảo từ thiện trở thành một loại tội phạm mới có chiều hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Và vô hình chung, lòng chắc ẩn mà thiếu cân nhắc, thiếu hiểu biết, vô tình tiếp tay cho kẻ gian. Kể ngày xưa chuyện bị trâu, trái tim lầm lỡ. VTV thì cũng đã chia sẻ một cái, nó gọi rằng là có thể đây sẽ là một hình thức loại tội phạm mới và đợt tới sẽ chấn chỉnh cái việc này. Thì không ý kiến của các bác thế nào, nhưng cá nhân tôi thì nghĩ rằng là chúng ta hãy điều tra từ những cái việc đó. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.